Thưa quý vị, trong một động thái đáng chú ý, Pháp, Anh và Italy đã thể hiện những tín hiệu ủng hộ rõ ràng việc Ukraine gia nhập NATO. Tuy nhiên, Đức vẫn còn nhiều do dự và theo Tổng thống Zelensky, chỉ có sự chấp thuận từ Hoa Kỳ mới có thể thuyết phục Berlin đồng ý với ý tưởng này. Trong một cuộc phỏng vấn, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ sự lạc quan thận trọng về việc phương Tây sẽ chấp nhận kế hoạch chiến thắng của ông, trong đó có kỳ vọng về lời mời gia nhập NATO, Tuy nhiên, ông nhấn mạnh quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào lập trường của Mỹ, điều mà có thể sẽ không được công bố cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Ukraine xem việc gia nhập NATO như một bảo đảm an ninh than chốt không chỉ cho Ukraine mà còn cho cả châu Âu. Đây được coi là một trong những cách hiệu quả nhất để ngăn chặn Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục cuộc chiến quân sự nhằm sáp nhập đất nước này hiện tại chúng tôi nhận thấy sự đồng thuận từ đa số các nước đồng minh trong khi một số quốc gia vẫn giữ lập trường dày dặc tổng thống zelensky chia sẻ với các phóng viên chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực về vấn đề này sau chuyến công du gần đây tới mỹ và châu âu để vận động cho kế hoạch buộc nga ngừng chiến tổng thống zelensky cho biết pháp đã bày tỏ sự ủng hộ đơn xin gia nhập nato của ukraine ông tin tưởng rằng người anh sẽ ủng hộ chúng tôi và chúng tôi tin người italy cũng vậy Tuy nhiên, để thuyết phục được Đức, nhiều khả năng sẽ cần nhiều nỗ lực hơn nữa. Quyết định của lên được cho là sẽ phụ thuộc nhiều vào lập trường của Washington. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến các quốc gia như Hungary và Slovakia. Sau cuộc bầu cử, chúng tôi hy vọng sẽ nhận được phản ứng tích cực hơn từ Hoa Kỳ, ông Zelensky nói. Không phải vì sự thay đổi tổng thống, mà đơn giản vì sự tập trung của Hoa Kỳ hiện đang đổ dồn vào cuộc bầu cử. Ông giải thích rằng, việc Washington đưa ra quyết định chính trị quan trọng về vấn đề này vào lúc này là không phù hợp. Tôi nghĩ họ không muốn có thêm rủi ro. Trong khi đó, NATO đã bắt đầu tìm kiếm những thách thức mới để hỗ trợ Ukraine, đặc biệt trong bối cảnh có khả năng cựu Tổng thống Donald Trump trở lại vị trí Tổng thống. Đáng chú ý, Paris đã bày tỏ sự ủng hộ việc Ukraine trở thành thành viên thứ 33 của NATO. Trong một diễn biến đáng chú ý, dân biểu Igor Chenev, trưởng đoàn Ukraine tại Hội đồng NATO vừa tiết lộ thông tin quan trọng về việc nước này sắp triển khai hỏa tiễn đạn đạo tự sản xuất. Theo phát biểu trên truyền hình quốc gia, lực lượng phòng thủ Ukraine sẽ sớm sử dụng loại vũ khí này để tấn công các mục tiêu quân sự của Nga. Tổng thống Zelensky đã xác nhận việc hoàn tất thử nghiệm các hỏa tiễn đạn đạo của chúng tôi. Tôi có thể bảo đảm rằng sắp tới sẽ có những kết quả cụ thể mà không chỉ Ukraine mà cả Nga sẽ chứng kiến. Ông Chenev nhấn mạnh, tuy nhiên các chi tiết cụ thể vẫn được giữ kín nhằm bảo đảm yếu tố bất ngờ trong chiến thuật. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đã gặt hái những thành công đáng kể trong việc phát triển vũ khí tự chủ. Điển hình là việc triển khai thành công UAV Palianisia vào cuối tháng 8 năm 2024 được sử dụng để tấn công cơ sở hạ tầng quân sự của Nga tại bán đảo Crimea. Palianisia được đánh giá là một bước đột phá trong công nghiệp quốc phòng Ukraine với chi phí sản xuất dưới 1 triệu Mỹ kim, thấp hơn đáng kể so với các sản phẩm tương tự trên thị trường, UAV này thể hiện khả năng cạnh tranh về mặt chi phí hiệu quả. Đặc biệt, khi hoạt động theo đội hình, các UAV này được cho là còn hiệu quả hơn cả hỏa tiễn ATACMS, vũ khí được coi là một trong những trụ cột trong hệ thống phòng thủ của phương Tây. Gần đây có những phân tích cho rằng Palearnia có thể đã được sử dụng trong chiến dịch phá hủy kho quân sự của Nga tại Torobesh. Điều này cho thấy khả năng tác chiến thực tế của loại vũ khí này, dù phía Ukraine chưa chính thức xác nhận thông tin. Việc phát triển thành công các loại vũ khí tầm xa nội địa đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược quốc phòng của Ukraine. Nó cũng chỉ giúp nước này giảm phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài, mà còn nâng cao năng lực tự chủ trong sản xuất vũ khí chiến lược. Các chuyên gia quân sự đánh giá khả năng tự sản xuất vũ khí tầm xa sẽ tạo ra lợi thế đáng kể cho Ukraine trong cuộc chiến hiện tại. Điều này không chỉ về mặt chiến thuật mà còn thể hiện sự phát triển của công nghiệp quốc phòng Ukraine, đưa nước này tiến gần hơn tới mục tiêu tự chủ về quốc phòng trong tương lai. Thưa quý vị, một nguồn tin quân sự đáng tin cậy từ kênh Z của Nga, Severny Kanan, vừa tiết lộ thông tin gây sốc về tình hình của Trung đoàn 41 quân đội Nga đang tham chiến tại khu vực Kharkiv. Theo đó, đơn vị này đang phải đối mặt với nguy cơ bị xóa sổ hoàn toàn do chiến thuật đẫm máu mà các tướng lĩnh Nga áp dụng trong chiến dịch tấn công làng Staritsa. Tại trung đoàn 41 khu vực Kharkiv, một tình trạng hỗn loạn thực sự đang diễn ra, binh lính đơn giản là bị đẩy vào chỗ chết, các nhóm xung kích bị ném vào như thịt băm và trung đoàn đang dần bị xóa sổ, nguồn tin này cho biết. Tất cả những điều này được cho là nhằm phục vụ cho mục đích báo cáo thành tích của các tướng lĩnh về việc chiếm đóng Starissa, mặc dù thông tin này được xác nhận là không đúng sự thật. Tình trạng của đơn vị càng trở nên nghiêm trọng khi họ liên tục phải bổ sung quân số mới, nhưng những binh sĩ này thường không tồn tại được lâu trên diễn trường. Theo tiết lộ, các cuộc tấn công được thực hiện trong điều kiện thiếu thốn trầm trọng về đạn dược, không có nhiệm vụ rõ ràng hay kế hoạch chiến thuật cụ thể. Lệnh duy nhất mà binh lính nhận được đơn giản chỉ là tiến lên đặc biệt nghiêm trọng là cách xử lý thông tin về thương vong. Những binh sĩ không trở về từ các cuộc tấn công thường được báo cáo là mất tích hoặc bị quy kết là đào ngũ, trong khi thực tế họ đã hy sinh. Thậm chí, các chuyên gia thực chiến có kinh nghiệm cũng không thoát khỏi số phận bi thảm khi bị điều động vào các đơn vị xung kích. Thông tin này được công bố trong bối cảnh quân đội Ukraine đã thành công trong việc ngăn chặn đà tiến của lực lượng Nga tại khu vực Kubensk thuộc tỉnh Kharkiv. Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine GIOA cũng vừa chia sẻ chi tiết về chiến dịch giải phóng các khu vực rừng tại tỉnh Kharkiv, cho thấy hiệu quả trong chiến thuật phòng thủ của lực lượng Ukraine trước các đợt tấn công liều chết của phía Nga. Thưa quý vị, Donald Trump, cựu tổng thống Mỹ, mới đây đã tiết lộ rằng ông từng sẵn sàng tấn công Moscow trong trường hợp Vladimir Putin tấn công Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Trump chia sẻ rằng ông đã có cuộc trò chuyện với Putin trong thời gian tại nhiệm, yêu cầu Nga ngừng đàn áp Ukraine. Ông Trump tuyên bố rằng nếu Putin tiếp tục hành động, Mỹ sẽ tấn công thẳng vào thủ đô Moscow. Tôi sẽ tấn công nước ông mạnh đến mức ông không thể tin được. Tôi sẽ đánh thẳng vào trung tâm Moscow. Ông Trump nhớ lại lời đe dọa của mình đối với Tổng thống Nga. Theo ông Trump, Putin đã phản ứng bằng cách trả lời không đời nào, cho thấy sự bất ngờ của nhà lãnh đạo Nga trước thái độ cứng rắn của Mỹ ông trump còn nhấn mạnh rằng tổng thống nga biết tôi là người điên ám chỉ phong cách quyết đoán và khó đoán của ông trump trong chính sách đối ngoại tuy nhiên ông trump không tiết lộ cụ thể thời điểm của cuộc trò chuyện này cựu tổng thống mỹ đồng thời lên án đảng dân chủ và joe biden về cuộc chiến hiện nay tại ukraine ông trump cho rằng việc putin dám phát động chiến tranh chỉ vì biden đang nắm quyền tại tòa bạch ốc và nếu ông còn tại vị mọi thứ đã không đi theo hướng này Trước đó vào ngày 20 tháng 8, NATO dự định sẽ gánh vác phần lớn trách nhiệm cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine nếu ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Tại hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Kazan, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu trong cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng cuộc chiến giữa Nga và Ukraine phải kết thúc một cách hòa bình. Về cuộc chiến đang diễn ra giữa Nga và Ukraine, chúng tôi liên lạc thường xuyên như tôi đã nói trước đây, chúng tôi tin rằng các vấn đề phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình và chúng tôi hoàn toàn ủng hộ việc sớm thiết lập hòa bình và ổn định. Trong mọi nỗ lực của mình, chúng tôi ưu tiên nhân loại và chúng tôi sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ có thể có trong tương lai, ông Modi nói. Thủ tướng cũng cảm ơn sự hiếu khách của Tổng thống Putin, đồng thời nói thêm rằng Ấn Độ có mối quan hệ lịch sử sâu sắc với Kazan Đầu tháng 9, ông Putin cho biết Moscow sẵn sàng quay lại bàn đàm phán với Kyiv trên cơ sở thỏa thuận đạt được ở Istanbul vào mùa xuân năm 2022. Đồng thời, ông Putin thừa nhận Trung Quốc, Ấn Độ hay Brazil có thể trở thành trung gian trong các cuộc đàm phán hòa bình. Tôi liên lạc thường xuyên với các đồng nghiệp của chúng tôi về vấn đề này và tôi không nghi ngờ gì rằng lãnh đạo của các nước này chân thành nỗ lực giúp hiểu rõ tất cả các chi tiết của quá trình phức tạp này, tổng thống nói. Vài ngày sau, dẫn nguồn tin chính phủ, sau chuyến thăm của ông Modi tới Moscow và Kiev, Delhi đã quyết định cố gắng thực hiện lời hứa của Thủ tướng và giúp đỡ với tư cách một người bạn mang lại hòa bình cho Ukraine. Ông Modi đã gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky vào ngày 23 tháng 8. Chuyến đi của ông là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Ấn Độ tới Ukraine kể từ khi giành độc lập vào năm 1991. Ngay sau đó, vào ngày 27 tháng 8, ông Modi đã nói chuyện qua điện thoại với Putin, người mà ông đã gặp vào đầu tháng 7. Các nguồn tin nói rằng, chính trong cuộc trò chuyện này, người ta đã quyết định rằng Cố vấn An ninh Quốc gia của Thủ tướng Ajit Doval sẽ đến Moscow để thảo luận về các cuộc đàm phán hòa bình. Vào ngày 12 tháng 9, Putin đã gặp Doval. Tại Kyiv, Tổng thống Zelensky và Modi đã thảo luận chi tiết về công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine, trong đó ưu tiên sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và việc Nga rút quân, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đưa tin trong chuyến thăm. Putin lần đầu tiên công bố các điều khoản đàm phán vào ngày 14 tháng 6. Chúng bao gồm sự đồng ý của Kyiv đối với tình trạng trung lập, không liên kết và không có hạt nhân, cũng như việc công nhận các khu vực Kherson, Zaporozhye, Donetsk và Luhansk là một phần của Nga. Đồng thời, Putin yêu cầu phương Tây dỡ bỏ mọi lệnh trừng phạt đối với Nga. Ở Ukraine, họ gọi những điều kiện này là tối hậu thư. Thưa quý vị, theo một số nguồn tin cho biết, nhóm 7 nước G7 sẽ đóng băng tài sản của Nga sau khi chiến tranh ở Ukraine kết thúc. Chúng tôi tái khẳng định rằng tài sản có chủ quyền của Nga trong khu vực tài phán của chúng tôi sẽ vẫn bất động cho đến khi Nga ngừng gây hứng và trả giá cho những thiệt hại đã gây ra cho Ukraine. Các nhà lãnh đạo G7 cho biết trong một tuyên bố dự thảo sẽ được công bố sau đó. Tài liệu cũng nêu rõ rằng Hiệp hội Bảo đảm khoản vay cho Kiev với số tiền 50 tỷ Mỹ Kim các nhà lãnh đạo G7 đã đồng ý cung cấp số tiền này cho Ukraine vào tháng 6, dự kiến số tiền này sẽ được hoàn trả bằng số tiền thu được từ các tài sản bị phong tỏa của Nga. Theo thỏa thuận sơ bộ, Mỹ và EU mỗi bên sẽ nhận 20 tỷ Mỹ Kim và 10 tỷ Mỹ Kim còn lại được đề xuất chia cho Anh, Nhật Bản và Canada. Tuy nhiên, Washington đã yêu cầu bảo đảm rằng tài sản của Nga sẽ bị phong tỏa ở EU trong thời gian dài. Hiện tại, quyết định gia hạn phong tỏa được đưa ra theo sự đồng thuận của 27 nước thành viên EU cứ 6 tháng một lần. Vào tháng 9, người đứng đầu Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, chính Bruxelles sẽ phân bổ 38 tỷ Mỹ kim cho Kyiv, phần lớn khoản vay G7 đã thỏa thuận. Vào tháng 10, các đại sứ EU đã nhất trí về cơ chế chuyển số tiền này sang Ukraine. Số tiền này sẽ được hoàn trả từ số tiền thu được từ các tài sản bị phong tỏa của Nga. Quyết định cung cấp khoản vay đã được Nghị viện châu Âu thông qua vào ngày 22 tháng 10. Sau khi Nga xâm chiếm Ukraine, các nước phương Tây đã phong tỏa khoảng 302 tỷ Mỹ Kim tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga. Hơn 2 phần 3 trong số đó được giữ trong tài khoản của cơ quan lưu ký Euroclear của Bỉ. Người đứng đầu Bộ Tài chính Anton Silianov ước tính số tài sản bị phong tỏa vào khoảng 300 tỷ Mỹ Kim vào năm 2022. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, bất kỳ nỗ lực nào của phương Tây nhằm chiếm đoạt tài sản của Nga sẽ bị coi là hành vi trộm cắp và sẽ bị trừng phạt. Vào đầu năm 2024, chính quyền Ukraine ước tính thiệt hại do hành động xâm lược của Nga gây ra là 1.000 tỷ Mỹ Kim. Một năm trước đó, Thủ tướng Ukraine đã lên tiếng về mức thiệt hại 700 tỷ Mỹ Kim. Thưa quý vị, Ngày 22 tháng 10, một cuộc đàm phán quan trọng đã diễn ra giữa lãnh đạo quân sự cấp cao của Ukraine và Hoa Kỳ. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Alexander Zelensky cùng Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov đã có buổi làm việc trực tiếp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tại Pentagon. Theo thông tin được tướng Zelensky công bố trên kênh Telegram chính thức, cuộc gặp được đánh giá là hiệu quả và mang tính xây dựng. Hai bên đã tập trung thảo luận về nhiều vấn đề chiến lược quan trọng, trong đó có đánh giá tổng thể về tình hình chiến sự trên toàn tuyến phòng thủ, đặc biệt là tại các khu vực trọng điểm. Một trong những nội dung được nhấn mạnh trong cuộc đàm phán là nhu cầu cấp thiết về vũ khí và trang thiết bị quân sự của lực lượng phòng thủ Ukraine. Phía Ukraine đã trình bày chi tiết về các loại vũ khí cần thiết để có thể thiết lập ít nhất là thế cân bằng, nếu không thể đạt được ưu thế trên chiến trường so với đối phương đáng chú ý, vấn đề gỡ bỏ các hạn chế trong việc sử dụng vũ khí được viện trợ đã được đưa ra thảo luận. Hiện tại, một số loại vũ khí do Mỹ cung cấp còn bị hạn chế về phạm vi và cách thức sử dụng trong cuộc xung đột với Nga. Việc gỡ bỏ các hạn chế này có thể tạo ra sự thay đổi đáng kể trong cục diện chiến trường. Các bên cũng trao đổi về chiến lược tận dụng tối đa hiệu quả của các hệ thống vũ khí đã được cung cấp. Đặc biệt, việc tăng cường năng lực phòng không được xem là ưu tiên hàng đầu nhằm bảo vệ hiệu quả hơn không phận Ukraine trước các cuộc tấn công từ phía Nga. Trước đó trong một tuyên bố riêng, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã nêu ra bốn lý do chính đáng về việc Hoa Kỳ tiếp tục cam kết hỗ trợ Ukraine. Ông cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với một trong những điểm quan trọng trong kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Zelensky đề xuất. Cuộc gặp này diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang tăng cường nỗ lực ngoại giao để bảo đảm nguồn viện trợ quân sự liên tục từ các đồng minh phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, đối tác chiến lược quan trọng nhất trong cuộc chiến hiện nay. Văn phòng công tố viên Ukraine vừa công bố một vụ vi phạm nghiêm trọng luật pháp chiến tranh của quân đội Nga khi họ thẳng tay sát hại hai binh sĩ Ukraine đã đầu hàng gần làng Selidove thuộc vùng Donetsk. Theo báo cáo chi tiết từ văn phòng công tố, vụ việc xảy ra vào ngày 18 tháng 10 năm 2024 tại quận Bokovsker. Trong quá trình càn quét khu vực rừng gần thị trấn Selidove, lực lượng Nga đã bắt giữ được hai quân nhân Ukraine. Mặc dù các tù binh đã không còn vũ khí và nằm úp mặt xuống đất theo hiệu lệnh, binh lính Nga vẫn đặt chân lên người họ để khống chế và sau đó bắn chết họ ở cự ly gần bằng vũ khí tự động. Phản ứng nhanh chóng trước tội ác này, Văn phòng Công tố khu vực Donetsk đã khởi động cuộc điều tra hình sự theo Điều 438 khoảng 2 của Bộ luật hình sự Ukraine. Điều khoản này quy định về tội vi phạm luật pháp và tập quán chiến tranh kết hợp với tội giết người có chủ ý các điều tra viên của Cục An ninh Ukraine SBU tại Donetsk và Luhansk đã được giao nhiệm vụ điều tra. Đáng chú ý, chỉ 5 ngày trước đó, vào ngày 13 tháng 10, một vụ việc tương tự đã xảy ra khi quân Nga sát hại chính tù binh chiến tranh Ukraine ở hướng Kursk. Vụ thảm sát diễn ra gần làng Zeleny Siyak thuộc quận Shuzhansky, vùng Kursk. Cả hai vụ việc đều được xác định là vi phạm nghiêm trọng Công ước Geneva về đối xử với tù binh chiến tranh. Theo luật pháp quốc tế, việc sát hại tù binh chiến tranh được coi là một trong những tội ác chiến tranh nghiêm trọng nhất. Công ước Geneva quy định rõ ràng về việc bảo vệ sinh mạng và bảo đảm đối xử nhân đạo với tù binh chiến tranh. Bất kỳ hành vi giết hại có chủ ý nào đối với tù binh đều bị coi là vi phạm nghiêm trọng luật pháp nhân đạo quốc tế. Những vụ việc này không chỉ gây phẫn nộ trong cộng đồng quốc tế mà còn làm dấy lên lo ngại về một xu hướng đáng báo động trong cách đối xử của quân đội Nga với tù binh Ukraine. Từ đầu cuộc xâm lược đã có nhiều báo cáo về các vụ việc tương tự, cho thấy đây có thể là một hành vi có hệ thống chứ không phải các sự việc riêng lẻ. Việc liên tiếp xảy ra các vụ sát hại tù binh như thế này càng khẳng định tầm quan trọng của việc điều tra và truy tố tội ác chiến tranh. Các tổ chức nhân quyền quốc tế và Tòa án hình sự quốc tế ICC đang tích cực thu thập bằng chứng về những vi phạm này nhằm bảo đảm công lý sẽ được thực thi sau khi cuộc chiến kết thúc. Thưa quý vị, lần đầu tiên Hải quân Ukraine tham gia cuộc tập trận lớn nhất của NATO về việc sử dụng hệ thống không người lái trong các hoạt động hàng hải mươi 24 Cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Ukraine đã đưa tin về việc này. Hệ thống nhận thức tình hình Delta của Ukraine đã điều phối hơn 50 máy bay không người lái trong các cuộc tập trận của NATO. Với sự trợ giúp của hệ thống nhận thức tình hình Delta, quân đội Ukraine đã điều phối hoạt động của hơn 50 phương tiện không người lái các loại, bao gồm cả phương tiện dưới nước, trên biển, trên bộ và trên không. Trong quá trình thực hiện, Delta cũng có thể kết nối và nhận dữ liệu vị trí từ Robotics L của Remento, một chó robot của Đức. Nhờ khả năng di chuyển, loại xe bốn chân này có thể hộ tống binh lính vượt qua địa hình khó khăn, thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau và giúp bảo vệ họ khỏi bãi mìn. Cuộc tập trận diễn ra ngoài khơi bán đảo Troy ở Bồ Đào Nha từ ngày 9 đến ngày 27 tháng 9 quân đội đã thực hành sử dụng máy bay không người lái cho một số nhiệm vụ bao gồm tác chiến chống tàu ngầm vô hiệu hóa thủy lôi và bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng dưới nước trong quá trình diễn tập hệ thống nhận thức tình huống delta đã được tích hợp với các hệ thống chiến đấu khác cho phép trao đổi dữ liệu và tách biệt lực lượng của mình và của đối phương điều này cải thiện đáng kể việc quản lý các hoạt động và tăng mức độ phối hợp giữa những người tham gia các cuộc diễn tập một số sự kiện của NATO có sự tham gia của Ukraine trong năm nay chứng minh giá trị của những phát triển sáng tạo trong quân đội của chúng tôi đối với các đối tác phương Tây. Các cuộc tập trận chung với NATO, chẳng hạn như REPMUS 2024, không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi kinh nghiệm, mà còn tăng cường mức độ tương tác giữa Ukraine và các đối tác của chúng tôi. Sự tham gia của hải quân Ukraine trong các cuộc tập trận quy mô lớn này và sự đóng góp của họ là một bước quan trọng cho sự phát triển hơn nữa và cải thiện công nghệ của lực lượng phòng vệ. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Katerina Chenohorenko cho biết, trước đó mô đun phát trực tuyến VESA có thể phát sóng theo thời gian thực đã được tích hợp vào hệ thống nhận thức tình hình Delta việc tích hợp hệ thống bổ sung sẽ mở rộng đáng kể chức năng của Delta và cho phép phân tích và trao đổi dữ liệu tốt hơn giữa phi hành đoàn máy bay không người lái, pháo binh và trung tâm chỉ huy. Mục tiêu chính của VESA là tăng cường chức năng và cho phép quân đội loại bỏ các dịch vụ của bên thứ ba được sử dụng để phát hình ảnh. Tiêm kích F-35B đã đáp xuống tàu JS Kaga, đánh dấu lần đầu chiến hạm Nhật tiếp nhận loại máy bay này từ khi hoán cải thành hàng không mẫu hạm. Tiêm kích F-35B thuộc Phi đoàn đánh giá và thử nghiệm hàng không số 23 đã lần đầu hạ cánh xuống tàu khu trục đa năng JS Kaga ngoài khơi bang California. Chiến đấu cơ F-35B cùng nhóm thử nghiệm Hải quân Mỹ đang tham gia đợt kiểm tra và chứng nhận các chỉnh sửa với chiến hạm lớn nhất của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản, Hải quân Mỹ cho hay. Hình ảnh được công bố cho thấy chiếc F-35B tiếp cận từ phía đuôi của mạng trái tàu, sau đó chuyển sang chế độ hạ cánh thẳng đứng và đáp an toàn xuống mặt bon. GS Kaga là một trong hai chiếc thuộc lớp Izumo, mẫu chiến hạm lớn nhất của Nhật Bản hiện nay. Tàu chiến lớp Izumo có sàn cất hạ cánh kéo dài dọc thân, trang bị thang nâng phi cơ, thượng tầng giảng tháp và nhà chứa máy bay cỡ lớn trong thân, không khác gì các hàng không mẫu hạm thực thụ của Mỹ. Tuy nhiên, chúng được Nhật Bản xếp vào nhóm khu trục hạm chở trực thăng. Bộ Quốc phòng Nhật Bản hồi năm 2019 triển khai dự án hoán cải hai chiến hạm lớp Izumo thành hàng không mẫu hạm hạng nhẹ với tổng chi phí chạm ngưỡng 4 tỷ Mỹ Kim, tương đương 5% ngân sách quốc phòng Nhật Bản khi đó. Sang đáp được phủ lớp vật liệu chống nhiệt mới, chịu được sức nóng từ luồng xả động cơ tiêm kích F-35B khi hạ cánh thẳng đứng, cùng với đó là thay đổi về hệ thống đèn và vạch dẫn đường mặt bon được nới rộng để tăng quãng đường chạy đà, giúp phi cơ mang nhiều vũ khí và nhiên liệu hơn. Trong khi khoang chứa máy bay trong thân được bổ sung không gian bố trí nhiên liệu và vũ khí cho F-35B. Quá trình hoán cải JS Kaga kết thúc vào tháng 4. Chiến hạm này tới bang California từ tháng 9 để thử nghiệm, bảo đảm khả năng tích hợp tiêm kích F-35B vào lực lượng tác chiến trên tàu. Kết quả từ đợt nâng cấp và thử nghiệm sẽ giúp mở đường cho quá trình hoán cải JS Izumo. Chương trình hoán cải hai chiến hạm lớp Izumo thành hàng không mẫu hạm vận hành F-35B từng gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng điều này vi phạm hiến pháp sau Thế chiến thứ hai của Nhật Bản, trong đó hạn chế nước này sở hữu phương tiện chiến đấu có sức tấn công cao như hàng không mẫu hạm. Quan chức quốc phòng Nhật hồi năm 2019 khẳng định Tokyo không có ý định biến các chiến hạm lớp Izumo thành hàng không mẫu hạm, sở hữu những không đoàn lớn theo kiểu Mỹ mà tiêm kích F35B vẫn chủ yếu đóng quân trên bộ và không xuất hiện thường trực trên hàng không mẫu hạm. Tiếp theo là một động thái cho thấy sự trơ trẽn của quân xâm lược. Theo một bài điều tra độc quyền của The Wall Street Journal, sau khi chiếm đóng Mariupol, Nga đã triển khai một chương trình cướp bóc quy mô lớn tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Một trong những mục tiêu quan trọng nhất là nhà máy luyện kim Ilyich Mariupol được Tổng thống Putin thực tế đã giao cho những người thân cận với Tổng thống Chechnya Kadyrov quản lý và khai thác, bất chấp việc nhà máy bị phá hủy một phần. Mariupol có hai nhà máy luyện kim lớn của Ukraine, trong khi nhà máy Azovstal đã bị quân đội Nga phá hủy gần như hoàn toàn. Nhà máy luyện kim Yuzik, MMK Yuzik, chịu thiệt hại ít hơn. Ngay sau khi lực lượng chiếm đóng thiết lập quyền kiểm soát tại Mariupol, một công ty địa phương mới được thành lập mang tên LLC MMK Yuzik, đã bắt đầu xuất khẩu thép từ nhà máy không hoạt động này. Theo hồ sơ doanh nghiệp của Nga, công ty được đăng ký vào tháng 8 năm 2022 bởi hai người, trong đó có Valit khitovic Kochagin. Theo Mitinvest, chủ sở hữu hợp pháp của Ukraine về nhà máy yêu dịch. Kochagin là con trai 25 tuổi của Geremiev, một cộng sự thân cận của Kadyrov. Số điện thoại và tài khoản mạng xã hội của Kochagin được đăng ký dưới tên Valit Geremiev. Đối tác ngang hàng của Cochageam trong công ty mới là doanh nhân Nga Yuri Muray, người có liên hệ với quân đội. WSJ cho biết lối vào nhà máy luyện kim yêu diết hiện được trang trí bằng chân dung của Kadyrov và biểu tượng của lực lượng dân quân Chechnya. Theo một người dân địa phương, các xe tải chở thép thường xuyên rời khỏi cổng nhà máy, hướng về Nga. Vào tháng 3, chính quyền thân Nga tuyên bố trong 6 tháng qua, nhà máy đã xuất khẩu 130.000 tấn sản phẩm phụ từ sắt trị giá 16 triệu Mỹ Kim. Metinvest, chủ sở hữu cũ của nhà máy Yuzhik, cáo buộc phía Nga đã tháo dỡ và chuyển về Nga một dây chuyền sản xuất trị giá 220 triệu Mỹ Kim, được lắp đặt ngay trước khi chiến sự nổ ra. Người phát ngôn của Kadyrov, Geremiev, cho biết hiện các phân xưởng chỉ có thể xử lý phế liệu và gan còn sót lại, nhưng đang nỗ lực để mở lại các phân xưởng luyện thép vào năm 2026, thị trưởng lưu vong của Mariupol Vadim Boychenko tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng sản phẩm của nhà máy Ilyich đang được tái chế để sản xuất xe tải và ô tô ở Nga hoặc phục vụ ngành xây dựng. Theo cơ sở dữ liệu hải quan 52WMP, vào tháng 9 năm 2022, một thương nhân Moscow đã mua lô hàng thép trị giá 380.000 Mỹ Kim. Năm ngoái, một cộng sự khác của Karirak là Alas Dadasso đã trở thành đồng sở hữu nhà máy luyện kim Ilyich. Dadasho điều hành chi nhánh Moscow của câu lạc bộ võ thuật Chechnya do Khadirov kiểm soát. Thông qua một công ty khác là LLC Technical Material, Dadasho cùng cựu lãnh đạo Azovstan cũng bán khí công nghiệp từ Mariupol với một trong những khách hàng là cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos. Trong bối cảnh cuộc đua vào tòa Bạch Ốc đang trở nên căng thẳng, dân biểu Guy Rechenthaler, phó trưởng khối đa số hạ viện đến từ Pennsylvania, vừa có những phát biểu đáng chú ý về Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Fox News. Phát biểu bên lề chuyến vận động tranh cử cùng cựu Tổng thống Trump tại Pennsylvania, dân biểu Rachel Taylor đã không ngần ngại gọi bà Harris là một nhân tố độc hại đối với tiểu bang này. Nhận định này được đưa ra sau khi có những dấu hiệu cho thấy sự suy giảm ủng hộ dành cho bà Harris tại đây. Họ gọi chúng tôi là tiểu bang then chốt, không phải không có lý do, vị dân biểu nhấn mạnh và dự đoán rằng ai giành chiến thắng tại Pennsylvania nhiều khả năng sẽ thắng cử tổng thống. Đây được xem là lý do khiến cả ông Donald Trump và đảng Cộng hòa đang dồn lực cho chiến dịch vận động tại tiểu bang quan trọng này. Đặc biệt đáng chú ý, các số liệu thăm dò mới nhất từ USA Today và Đại học Suffolk đã cho thấy một xu hướng đáng ngại đối với chiến dịch tranh cử của bà Harris. Trong vòng 7 tuần giữa hai cuộc khảo sát, sự ủng hộ dành cho bà từ cộng đồng cử tri thiểu số đã suy giảm đáng kể. Cụ thể, cử tri gốc Latin hiện đang nghiêng về phía ông Trump với tỷ lệ 49% so với 38% ủng hộ bà Harris. Trong khi đó, mặc dù vẫn được 72% cử tri da màu ủng hộ, khoảng cách này đã thu hẹp đáng kể so với ưu thế truyền thống của đảng Dân Chủ trong nhóm cử tri này. Theo phân tích của ông Rex Taylor Tyler, các vấn đề then chốt với cử tri Pennsylvania hiện nay tập trung vào ba lĩnh vực chính: kinh tế, việc làm, an ninh biên giới và năng lượng. Trong đó, ngành công nghiệp khí đốt tự nhiên được xem là một trong những trụ cột kinh tế quan trọng của tiểu bang. Đề cập đến tình hình an ninh biên giới, vị dân biểu chỉ ra rằng dưới chính sách biên giới thiếu nghiêm ngặt của bà Harris, làn sóng nhập cư bất hợp pháp đã lan rộng khắp Hoa Kỳ, khiến ngay cả những tiểu bang nội địa như Pennsylvania cũng phải đối mặt với những thách thức tương tự các tiểu bang biên giới nói về tác động kinh tế ông reschen thaler cho biết cử tri tại khu vực tây nam pennsylvania đã chắc chắn nhận thấy sự khác biệt giữa hai thời kỳ người dân đang phải vật lộn để chi trả cho thực phẩm xăng dầu và các hóa đơn tiện ích cơ bản ông nói vị dân biểu cũng lưu ý rằng tăng trưởng tiền lương thực tế đã giảm dưới thời harris trái ngược hoàn toàn với thời kỳ tăng trưởng tiền lương mạnh mẽ dưới chính quyền trump đặc biệt là đối với các nhóm cử tri thiểu số thêm vào đó một dấu hiệu đáng chú ý về sự thay đổi xu hướng chính trị tại pennsylvania có thể thấy qua chiến dịch tranh cử của thượng nghị sĩ đương nhiệm thuộc đảng dân chủ bob casey trong các quảng cáo tranh cử gần đây ông casey đã cố gắng tạo khoảng cách với bà harris và thậm chí nhấn mạnh việc từng đứng về phía ông donald trump trong một số chính sách như chấm dứt nafta và áp thuế với trung quốc Cuộc đua vào tòa Bạch Ốc đang trở nên gây cấn, khi Pennsylvania, với tư cách là một tiểu bang chiến địa quan trọng, có thể đóng vai trò quyết định trong việc xác định người chiến thắng cuối cùng. Với 19 phiếu đại cử tri, tiểu bang này được cả hai ứng cử viên xem là mục tiêu chiến lược hàng đầu trong chiến dịch tranh cử năm 2024. Một lính đánh thuê Trung Quốc đã chia sẻ thông tin chi tiết về những người lính Triều Tiên được cho là đã thiệt mạng ngay sau khi họ tham gia nỗ lực chiến tranh của Nga ở Ukraine. Thông tin này được chia sẻ trên X trong cuộc trò chuyện giữa một lính đánh thuê chiến đấu cùng lực lượng Nga có biệt danh là Dian Yuzhan và một lính đánh thuê đã trở về Trung Quốc có tên là Li Dafu. Những tuyên bố này xuất hiện chỉ vài ngày sau khi cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc xác nhận rằng quân đội Triều Tiên đã được huấn luyện tại Nga trước khi được gửi đến để tăng cường lực lượng đang suy yếu của Nga và giúp ngăn chặn cuộc phản công của Ukraine tại khu vực Kursk của Nga. Trong chương trình phát sóng, Dian Zuzan nói với người dẫn chương trình Li Da Phu rằng quân lính Bắc Triều Tiên đã phải chịu tổn thất. Chỉ sau một ngày, 8 người đã tử vong, các sĩ quan cấp cao. Zuzan nói, cười, khi hai người thảo luận về các sự kiện gần đây trên tiền tuyến. Theo tình báo Hàn Quốc, có tới 12.000 quân Triều Tiên sẽ được gửi đến, trong khi tình báo Ukraine cho biết nhiều người đã và đang được huấn luyện ở miền đông nước Nga. Patrick Cronin, Chủ tịch An ninh châu Á-Thái Bình Dương tại Viện Hudson cho biết bằng cách điều quân tham gia cuộc chiến, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hy vọng sẽ lấy lòng người đồng cấp Nga Vladimir Putin hơn nữa, đồng thời xây dựng hình ảnh quốc tế mạnh mẽ hơn. Ông Kim Jong-un muốn có công nghệ quốc phòng tiên tiến hơn và muốn buộc Tổng thống Putin phải bảo vệ mình để có thể đe dọa những nước khác mà không sợ bị tấn công. Ông nói, ông ấy cũng háo hức đưa một số quân của mình vào chiến đấu, Mặc dù nhiều người sẽ trở về nhà trong túi đựng xác nếu được trả về, Kim sẽ có thể tự hào rằng ông ấy có đội quân sẵn sàng chiến đấu duy nhất trên bán đảo này. Ronin nói thêm, cuộc trò chuyện giữa lính đánh thuê Trung Quốc được chia sẻ ngay sau khi một báo cáo tình báo của Hàn Quốc chỉ ra hình ảnh vệ tinh từ tháng 8, được cho là cho thấy khoảng 1.500 lính đặc nhiệm Triều Tiên đang lên tàu vận tải của Nga đến thành phố Vladivostok ở viễn đông của Nga. Tuần trước, Đài truyền hình công cộng Liga của Ukraine đã trích dẫn lời các quan chức tình báo Ukraine cho biết, Nga đang tìm kiếm khoảng 18 người Triều Tiên đã đào ngũ, chỉ cách biên giới Ukraine vài dặm. Moscow và Bình Nhưỡng đã xếp lại gần nhau hơn trong những tháng gần đây, với chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Putin tới Triều Tiên sau hơn hai thập niên. Các cuộc đàm phán của ông với ông Kim Jong-un khiến Seoul và Washington tức giận, đã dẫn đến việc hình thành một hiệp ước hỗ trợ quân sự, Seoul cũng cáo buộc Triều Tiên vận chuyển hàng nghìn container chứa đầy vũ khí để bổ sung nguồn cung cấp đã cạn kiệt của Nga. Hình ảnh vệ tinh chụp tại các cảng của Triều Tiên cho thấy các tàu vận tải của Nga đang thu gom hàng hóa, củng cố thêm cho những tuyên bố này. Về sự tham gia của Trung Quốc, Yu Zhang cũng tuyên bố trong chương trình phát sóng rằng ông có danh sách 153 chiến sĩ Trung Quốc đã thiệt mạng chỉ riêng trên tuyến đầu của ông. Mặc dù hàng nghìn chiến binh nước ngoài đã chiến đấu cho cả Ukraine và Nga kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, bằng chứng xác thực về sự tham gia rộng rãi của Trung Quốc vẫn còn khó nắm bắt. Đầu tháng này, một thành viên của nhóm tình nguyện có trụ sở tại thành phố novo Tây Nam nước Nga đã tuyên bố trên mạng xã hội rằng hai lính đánh thuê Trung Quốc đã thiệt mạng trong khi làm nhiệm vụ. Trong khi Trung Quốc chính thức giữ thái độ trung lập trong cuộc chiến, họ đã lặp lại lời cáo buộc của Nga rằng việc NATO mở rộng sang Đông Âu đã châm ngòi cho cuộc chiến. Kính thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.